Hôm nay đến thăm miếng ruộng sử dụng phân công nghệ sinh học hiệu con lười của anh Hùng ở xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An, đã sử dụng phân bón công nghệ sinh học hiệu con lười. Lúa hôm nay phát triển rất mạnh, đó là có 5451. Cái sự nổ bụi của lúa đây, đây một bụi lúa đây nhỏ lên, cái bộ rễ phát triển mạnh cho nên nó ôm một cục đất như thế này. Và nở một bụi, đếm ra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tới 8 cây. Ở một bụi lúa nó nở 8 cây rồi. Thân thì mập to đây. Đó, cái thân lúa nó mập như vậy này. Mập nó to, nó tương đương với nhau. Cái mẹ với cây con nó cũng tương đương, cũng 70, 80 với nhau. Đó, thân lá phát triển mạnh, đứng lá dày to, nó sống lá gần lá, cái độ nhám nó vẫn cao hơn ta. Đây là sử dụng phân bón công nghệ sinh học hiệu con lười đó, lúa như vậy nè, lúa phát triển tốt, nở bụi mạnh, cái bộ rễ phát triển mạnh, đất nó xốp, đất là cái bộ rễ nó ăn sâu, khi chúng ta nhổ lên thì nó sẽ ôm cả một bụi đất như thế này. Như ruộng này nó cũng hơi hơi khô nước một tí. Đã sử dụng phân bón công nghệ sinh học hiệu con lười của anh Hùng ở xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An, đã sử dụng phân bón công nghệ sinh học hiệu con lười đó. Hôm đông xuân làm đây cũng được 9 tấn cho một ha, rồi tiếp tục nay hè thu ảnh vẫn sử dụng phân công nghệ sinh học hiệu con lười. Đó, lúa phát triển rất đẹp rồi. Đây là anh Hùng, xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An, đang sử dụng phân bón công nghệ sinh học hiệu con lười. Lá lúa đứng rất sáng, còn màu xương lá nó vẫn đứng như thế này, nó không có bò lá như những cái phân khác. Phân khác thì nó bò xuống, nó gây bệnh nhiều hơn. Đó. Còn sử dụng phân công nghệ sinh học hiệu con lười thì nó tốt như thế này.